Tây thì đầy đủ các cái dáng thế khác nhau, rất là đẹp, từ dáng cực, dáng huyền rồi đủ các kiểu dáng khác nhau nhé. Đó. Hiện tại nhà vườn Khánh Thỏ bên em đang cầu cây để chuẩn bị trồng vào những cái chậu này cô bác anh chị nhé. Đợt này thì nhà vườn bên em về 20 cây, những cái cây lưu đỏ Ấn Độ khá là to, khá là đẹp. Hiện tại các anh đang trồng đây là cây thứ 5 rồi cô bác anh chị nhé. Cây này chiều cao cây nó tầm độ khoảng gần 3 mét, dáng thế rất là đẹp luôn. Cây này cô bác anh chị trồng xuống ở dưới vườn nó tầm độ khoảng 3 tháng nữa là cây sẽ bắt đầu cho hoa và cho trái trở lại được rồi nhé. Lưu đỏ Ấn Độ là một trong những loài cây được rất là nhiều người yêu thích bởi vì trái ra ăn rất là ngon. Thứ hai, cây khỏe, dễ trồng, dễ chăm. Và cái thứ ba đó là dòng này sẽ trồng rất là tốt cho phong thủy về tài lộc. Những cây lưu này đã được tuyển lựa rất là nhiều cây để chọn ra những cây đẹp. Cây rất là bự luôn, hoành gốc này khoảng tầm 85 cm. Bầu rễ thì nó rất là chắc, rất là khỏe nè cô bác anh chị nhé. Rễ này thì nó đúng là quá đẹp luôn. Mình về trồng là luôn luôn an tâm nhé. Bên em là có một cái bầu khỉ như thế này rồi, đến khi là cái rễ nó sẽ ra ngoài như thế này rồi ổn định cây thì lúc đó bên em mới giao cho khách hàng nhé. Nên là quý cô bác anh chị cứ yên tâm. Cây thì đầy đủ các cái dáng thế khác nhau, có những cái dáng nó rất là đẹp, từ dáng trực, dáng huyền rồi đủ các kiểu dáng khác nhau nhé. Đó. Một vườn lưu của nhà vườn Khánh Võ rất là nhiều cây khác nhau luôn, đa dạng các cái cỡ, đa dạng các cái kiểu dáng. Cô bác anh chị cứ thích cây nào là bên em sẽ lựa chọn đúng cái cây đó để giao về cho cô bác anh chị nhé. Đó. Như cây này là mới trồng xong này, hoành gốc cái cây này nó còn khủng hơn, gần tới 100 cm luôn nhá, bự lắm, siêu bự luôn. Đó. Thân đã bắt đầu có những cái vết xoắn như thế này, chứng tỏ là cây nó đã có rất là nhiều năm tuổi rồi, có những cái vết nu sần rồi, tăng cái giá trị lên rất là nhiều cho cô bác anh chị khi mà mình trồng để mình ngắm cây nhé. Hàng bên em là luôn luôn đảm bảo về chất lượng, về bộ rễ rất là ổn định luôn. Có nhiều cây ở trong này nó đã cho hoa cho trái rồi cô bác anh chị. Ở trên này nó hơi cao nên là em nhìn hơi khó. Đó, ở đây đang trái chít chít luôn. Bên em giao hàng toàn quốc luôn, cô bác anh chị ở đâu bên em cũng giao tới. Nhưng với những khách hàng ở gần thì bên em có luôn cả cái dịch vụ giao trồng tận nơi cho mình. Cây rất là đẹp luôn. Ngoài cả cái size cây cỡ lớn này thì bên em còn có cái size cây tầm trung nhỏ hơn chút xíu. Cô bác anh chị mà quan tâm với những cái dòng cây ăn trái ngon là chất lượng đẹp thì cứ liên hệ nhà vườn Khánh Võ bên em để được chọn những cây đẹp và vừa ý nhé. Xin chào cô bác anh chị. Hotline 092 848 7777 tư vấn chụp hình cây thật tại vườn, địa chỉ vườn số 15 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư An Sương 100 m. Website nhavườnkhanhvo.com.